Captain Bear và chương trình ôn bài 5 phút mỗi ngày thương chào các bạn nhỏ. Hôm nay mình sẽ đến bài ngữ pháp lớp 7, phần từ loại clip số 1 nha. Hôm nay mình sẽ làm 6 câu này ha. Rồi cô giải thích một chút về cái chữ từ loại ha, bởi vì dạng bài tập này là nhiều bạn nhỏ rất là sợ, nhưng mà nó cũng dễ, nó cũng thú vị lắm nếu mà mình học mỗi ngày một chút nha. Vậy thì câu này, ba mẹ thương tôi lắm. Vậy cái chữ thương này nó là động từ ha. Khi mà mình muốn đổi nó sang thành danh từ thì mình phải nói là tình thương. Cái tình thương mà ba mẹ dành cho tôi á là vô bờ bến. Vậy thì khi mà bài tập mà nó nói tới từ loại, tức là nó kêu mình là dịch nghĩa nè, và dựa vô những cái cấu trúc để xác định đâu là danh từ nè, động từ nè, tính từ nè, trạng từ nè. Ok, vậy thì khi mà làm bài tập này, cô sẽ chủ yếu là cô sẽ nói về nghĩa để cho những bạn nào mà yếu nhất cũng theo được, rồi phải theo từ từ những cái câu cơ bản này, rồi sau đó sẽ áp dụng công thức sau nha. Rồi mình vô câu số 1 nha. My brother is very sport. He likes sport and is good at it. Là anh trai tôi thì rất là sport, này có nghĩa là môn thể thao ha. Thì mình không thể nào nói là anh trai tôi thì rất là môn thể thao được, mà mình phải biến nó thành là sporty ha. Là anh trai tôi á là một người sporty, có nghĩa là một người thích thể thao, like sports nè, và giỏi, good at it, giỏi cái môn thể thao nào đó thì mình gọi là sporty. Nói lại, sport là danh từ môn thể thao, sporty là tính từ yêu thích và giỏi thể thao. Thì những bạn nào mà nói danh từ tính từ là sao cô, thì tạm thời là nếu như mà chưa có hiểu cái này thì không cần hiểu luôn, chỉ cần nhớ cho cô là mình không thể nói anh trai tôi thì rất là một môn thể thao được, mà mình phải nói anh trai tôi rất là yêu thích, giỏi thể thao, thì mình phải dùng chữ sporty. Rồi, nhưng mà sau khi mà mình đã hiểu về cái nghĩa rồi á, thì mình học luôn công thức này cho cô nha. Em Isa nó là động từ to be. Vậy thì học thuộc lòng công thức cho cô là to be thì phải đi với tính từ. Vậy thì ở đây sporty là tính từ, cho nên mình phải dùng sporty. Rồi, có bạn sẽ hỏi là, ủa cô ơi, sao mà mình biết được là sport là danh từ, sporty là tính từ vậy cô? Thì cái này mình phải mở từ điển ra ha. Từ điển nó nói sport là danh từ thì nó là danh từ thôi, sporty là tính từ thì mình phải học từ từ điển thôi nha. Rồi những bạn nào mà khá khá một chút á thì sẽ hỏi, ủa sao cô không dạy luôn cả sportive đi cô, sportive nó cũng là tính từ danh từ đâu luôn á cô. Thì nói lại là những clip này là cô chủ yếu là dành cho những bạn nào mà yếu nhất, không có khái niệm gì về danh từ, động từ, tính từ cũng sẽ học được, cũng sẽ hiểu được, cho nên cô sẽ không có liệt kê quá nhiều đâu ha. Cô muốn mấy bạn là hiểu ở trong cái câu này là anh trai tôi rất là thích thể thao và giỏi thể thao thì dùng sporty thôi, cho nên cô sẽ không liệt kê nguyên một cái dòng họ từ để làm cho những bạn người ta đang yếu rồi mà người ta còn bị rối nữa ha. Nên cô sẽ, cái cô muốn là các bạn hiểu được cái câu này, và những câu tới khi mà nói nhắc lại những câu cũ hoặc là mở rộng ra thì các bạn sẽ hiểu được. Rồi, trước khi vô câu thứ hai thì mình xem qua câu này. Hầu hết những con cún của tôi đều ngoan. Vậy những con cún của tôi có phải là danh từ không ha? Vậy thì sau chữ hầu hết sẽ là danh từ, nhớ nha. Rồi, mình bắt đầu câu thứ hai nha. Most American teenage like eating fast food. Vậy thì mình có teenage này, tính từ của nó là thiếu niên, thanh thiếu niên. Tính từ thì thường người ta dịch là thuộc về ha, những cái gì thuộc về thiếu niên, nhưng mà cô không có dịch vậy, mất công mấy bạn không hiểu chữ thuộc về là cái gì. Cho nên ở đây tính từ của nó là thiếu niên và danh từ của nó teenager là những cái người á, từ 13 cho tới 19 tuổi á, ha, thanh thiếu niên á. Thì hồi nãy cô có nói chữ hầu hết thì nó đi với danh từ. Vậy đây mình dịch là hầu hết những thanh thiếu niên, những thiếu niên người Mỹ. Như vậy ở đây mình sẽ chọn cái danh từ ha là teenager. Vậy thì mình biến thành teenager.
Most American teenagers like eating fast food. Nhưng mà như vậy đã đủ chưa ha? Hầu hết, tức là nhiều hay là một? Nhiều chứ đúng không? Hầu hết những thiếu niên người Mỹ. Vậy thì bắt buộc ở đây mình phải có S vô. Cho nên đáp án của mình là Most American teenagers like eating fast food. Có nghĩa là hầu hết những thiếu niên người Mỹ thích ăn thức ăn nhanh. Rồi, câu số 3. She is making a collect of coins and medals. Vậy thì mình có collect, cái động từ của nó là sưu tầm, động từ của nó có nhiều nghĩa là nhặt lên, thu, lượm, gom đồ. Nhưng mà ở đây cô dịch cho nó hợp với lại cái danh từ của nó và trong bối cảnh này nha. Collect tức là sưu tầm. Collection là danh từ, mình dịch là sự sưu tầm, bộ sưu tập. Thì ở đây là she is making a, tức là cô ta đang làm một cái gì. Vậy một nè, một, thí dụ con thế vô, một con cuốn, một con mèo, một cái bàn. Vậy sao cái chữ a này, sao chữ một này nó phải là một danh từ? Vậy thì mình phải lấy chữ collection này vô, mình phải biến collect này thành collection. Nên đáp án của mình là she is making a collection of coins and medals. Là cô ấy đang làm một cái bộ sưu tập đồng xu và huy chương. Câu số 4. Picasso was a talented art. Art có nghĩa là nghệ thuật ha. Artist có nghĩa là nghệ sĩ, họa sĩ. Vậy ở đây mình không có nói là Picasso là một nghệ thuật tài năng được. Picasso phải là một họa sĩ tài năng chứ. Cho nên mình biến cái chữ art này thành artist. Nên đáp án của mình là Picasso was a talented artist. Picasso là một họa sĩ tài năng. Câu số 5. It's a really interest program. Mình có interest, danh từ của nó dịch là sở thích. Mình có interesting, tính từ, có nghĩa là thú vị. Vậy thì mình đâu thể nào nói đó là một chương trình sở thích. Chương trình really là thật sự. Chương trình thật sự sở thích được. Mình phải nói đó là một chương trình thật sự thú vị. Cho nên mình sẽ biến cái chữ interest này thành interesting. Nên đáp án của mình là it's a really interesting program. Đó là một chương trình thật sự thú vị. Rồi, những trẻ nào mà yếu mà con hiểu được về cái nghĩa rồi đó, thì bây giờ mình lên mức trung bình nha, trung bình khá giỏi nha. Đó là mình phải biết thêm cái công thức nữa, đó là tính từ đứng trước danh từ. Program là chương trình tức là danh từ rồi đó. Vậy thì mình phải dò từ điển và mình đi tìm cái tính từ của interest, là interesting ha. Vì tính từ đứng trước danh từ, một cái cho dễ hiểu nha. Đó là con hay nói một cô gái đẹp á, beautiful girl, một cô gái xinh đẹp, một bé gái xinh đẹp. Vậy thì beautiful này nó là tính từ, girl là đứa bé gái, là danh từ. Vậy con thấy, con học để con biết sau này đứng trước danh từ thì con đi tìm cái tính từ để con cho nó đứng phía trước ha. Nếu như mà những bạn nào mà nãy giờ vẫn chưa hiểu cái gì tính từ, danh từ tùm lum hết vậy cô, thì chỉ cần nhớ cho cô, học thuộc cho cô là interesting program, chương trình thú vị. Thì bài kế tiếp khi mà nó có quyển sách thú vị thì con cũng sẽ làm là interesting book. Con chỉ cần nhớ như vậy thôi. Rồi, mỗi một clip như vậy cô đều lặp đi lặp lại tính từ đứng trước danh từ thì dần dần con sẽ thuộc công thức và con sẽ nhạy hơn thôi. Nên không có gì phải lo. Rồi, rảnh thì mình ghi thêm 4 dòng này, tại vì những cái clip kế tiếp mình sẽ dùng tới ha. Interest là danh từ sở thích. Interest cũng là động từ luôn, làm cho ai đó thích ha. Interesting, thú vị. Interested, thích thú. Vậy thì khi nào mình biết sử dụng cái interesting và khi nào interested thì những clip tới mình vô câu rồi cô sẽ phân tích nha. Câu số 6. The most popular act at recess is talking. Act này có nghĩa là hành động ha, nó là một cái động từ, hành động. Thí dụ như nói anh ta hành động như thể anh ta là tổng thống vậy. Còn chữ activity nó là danh từ, mình dịch là hoạt động. Vậy thì cái câu này mình sẽ chọn là từ loại là danh từ ha, activity.
Nên đáp án của mình là the most popular activity at recess is talking. Mình dịch là hoạt động phổ biến nhất vào giờ ra chơi là nói chuyện. Vậy thì con cứ nhớ cái này dựa vô nghĩa là ok nha. Vậy là mình xong một bài nữa rồi ha. Cô chúc các trẻ chăm chỉ đi học giỏi giống như cô Captain Man nha. Bye bye, hẹn gặp lại ở clip kế tiếp.